Rồi xin chào tất cả anh em nha anh em. Bữa nay lên sóng hai cục ngô pin sườn cho anh em mình lựa chọn. Quay Thái 110 đời 99 2000. 99 có, 2000 có, anh em mến cục nào thì chơi cục nấy, nói chung ngô pin sườn giờ giá tê nha anh em, một cục 5 xị đó. Báo giá trước cho anh em luôn. Mấy cục đẹp nè em mua mắc thì em bán mắc, anh em thông cảm. Anh em nào muốn hàng đẹp thì giá rẻ em không có. Nó hai cục này là hàng tiễn đẹp nha anh em, báo giá với anh em luôn ngay từ đầu video em bán hàng là em báo giá trực tiếp là nó dễ nhất. Anh em cảm thấy hợp nhãn alo không hợp nhãn thì anh em mình xem chơi cho vui. Hai cục này mỗi cục em bán 500.000, mô pin sườn quay Thái 110 cục 99 cục 2000. Rồi em xin đưa chi tiết nha. Rồi cục này trước tách FL 504 CDI Thái Lan, mô pin rất đẹp nha anh em, rất ít chạy, cái bát còn dằn cháy luôn nè anh em thấy không, mô pin là không đứt nối, không hàng chấp giá gì nha anh em, thùng cao áp rồi là không tét luôn nha. Cục này đời 99 nè, tháng 12 năm 99. Rất ít chạy chỗ nha anh em, bao anh em lên xe lửa mạnh cháy nhà cháy cộ. Cái bát còn rất vàng nha anh em nha. Đó, cục mô pin này đời 99 nó. Để em xem nó có đóng đáp ở trên cái này không, này không có à anh em ơi, nhiều khi nó đóng áp đát chỉnh gì con áp cũng không chừng nữa nè. Đó, cục này 5 xị nha anh em. Rồi tới cục này 2000 nè, cục 2000 này thì cái bát nó còn cái ánh 7 màu nó xanh đỏ tím vàng. Cục này 2000 nè. Nói chung mấy mô pin này bán là bao anh em là không đứt nối, không nứt bể nha, hàng tiễn đẹp. Cục này tháng 8 năm 2000 anh em. Bao tắt cho anh em lên xe. Không tét thun cao áp nha. Anh em nhìn cái bát không? Còn vàng khè luôn. Còn anh em muốn hàng 400, 400 rưỡi gì em cũng có hết trơn á. Nhưng mà em thích quay hàng đẹp lên câu like, câu view rồi chơi anh em. Dây dắt chỉnh tề bao không đứt nối nha anh em. Ở đây hình như nó có đóng đát cái gì nè. Không có luôn em ơi. Đó, hai cục đó, cục 99 cục 2000, anh em chơi cục nào hú em, một cục 500.000 một cục, hàng tiễn bao whip cho anh em lên xe luôn. Bao whip bao đẹp. Đó, cục cái bát vàng cháy 99, cục cái bát 7 màu 2000. Đó, anh em chơi cục nào hú em nha. Cái bát nè anh em nhìn nè thấy không? Cục 2000 cái bát 7 màu luôn. Tuyệt vời mặt trời. Mô pin em nói với anh em thật sự bây giờ anh em ta bán mà giá hợp lý có nhiêu em mua hết. Tại vì mô pin giờ khó kiếm rồi. IC thì có phu 1 nó thay thế. Đó. Còn mô pin nó đâu có thay thế được. Cục 5 xị, anh em nào mến hú em chào anh em nha. Một cục tháng 12 năm 99, một cục tháng 8 năm 2000, bao tắt cho anh em lên xe. Chào anh em nha. Đó, hai cục nhìn đã quá.